Nam sinh Việt giành học bổng toàn phần trị giá hơn 9 tỷ đồng của Harvard, nguyện vọng học xong quay về Việt Nam để phát triển. Đã một tuần trôi qua, cậu học sinh lớp 12 toán trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vẫn chưa tin bản thân sắp trở thành tân sinh viên của Đại học Harvard, Mỹ. Đến giờ em vẫn thấy từ chúc mừng của Harvard còn siêu thực lắm. Chí nói, nhớ lại những ngày cuối tháng 3, thời điểm các trường trong khối Ivy League hẹn thông báo kết quả trúng tuyển, mình Chí và cả gia đình đều khá hồi hộp. Sáng ngày 29 tháng 3, khi đang ăn sáng chuẩn bị đi học như mọi ngày, em bất ngờ nhận được thư báo từ nhiều trường. Ngoài thư thông báo trúng tuyển, mình Chí còn nhận được thư chúc mừng của riêng đại diện ban tuyển sinh Đại học Harvard. Nội dung bức thư tiếp thêm nhiều động lực cho nam sinh khi nhấn mạnh chàng trai đất Việt sẽ chính thức trở thành mảnh ghép tuyệt vời trong đội ngũ sinh viên khoa toán Đại học Harvard. Niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi mình Chí nhận thêm thông tin trúng học bổng toàn phần 9,3 tỷ cho 4 năm học từ ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Nam sinh trường Amsterdam cho biết, em yêu thích Đại học Harvard không chỉ vì danh tiếng mà đó là nơi hội tụ của những tài năng đa sắc tộc và không có sự phân biệt. Tất cả đều có nội lực tự thân đáng kể và học hỏi lẫn nhau. Mình Chí luôn mong bản thân được đích thân trải nghiệm và là một phần của cộng đồng tuyệt vời đó. Được biết, mỗi năm, Đại học Harvard chỉ nhận từ 1 đến 2 sinh viên đến từ Việt Nam. Cơ hội đỗ vào ngôi trường này được nhận định là quá mong manh với bất cứ ai. Mình Chí đã xuất sắc làm được điều gần như không thể ấy nhờ đam mê toán học của mình. Tháng 8 này, nam sinh trường AMS sẽ chính thức trở thành tân sinh viên ngôi trường xếp thứ tư thế giới theo xếp hạng năm 2024. Chàng trai yêu toán học bật mí. Sau khi chinh phục các bậc học cao hơn ở Mỹ, em muốn về Việt Nam làm việc và cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.